Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh của Thành Lợi TV. Hiện tại là đang có mặt tại bệnh viện ở Long Xuyên cùng anh em để cập nhật cho cả nhà về tình hình sức khỏe của Thắm, cũng như có thông tin vui là Thắm hôm nay đã được xuất viện cả nhà. Thì tình hình của Thắm như thế nào thì là mời cả nhà cùng theo dõi để xem hết video nha. Dạ, xin chào cô bác anh chị nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại bé Thắm ha. Thì hôm nay nghe thông tin là bé Thắm chuẩn bị về, nhưng mà hôm nay mình xuống mình hỏi coi đúng phải gì không. Đó. Thì chào chị Út ha. Dạ. Thì em nghe cái thông tin là ngày hôm nay nghe nói là Thắm về đó, có không chị? Không nữa, chút nữa bác sĩ lại mới cho hay về hay không. Ha. Dạ. Dạ, chưa biết nữa. Chiều nay về đó gì đâu. Tại vì em nghe trên cái đoạn clip mà nghe nói thứ hai mới về. Đó. Như kiểu là như bữa nay không về mà thứ hai mới về. Dạ. Bác sĩ chưa cho hay. Tại bữa nay cũng cuối tuần rồi, nếu mà có về đầu tuần mới về ha. Dạ. Thấy bé Thắm tình trạng sức khỏe làm sao chị bữa nay nè? Nó khỏe rồi, sáng nhịn nói chuyện lót nha. Dạ, khỏe rồi ha. Khỏe chưa Thắm? Khỏe rồi. Ờ, khỏe rồi. Đó, im rồi. Đó. Thì giờ là chị Út đang gọt nho cho Thắm ăn ha cả nhà. Ba nó mua mình tả hai mấy miếng là chắc gì là ăn hàng mà đi mua nho nè. Thấy cô chú đây ăn thì thấy ngon quá, nhờ chị mua giùm ha. Ê, một đại chục miếng tả. Nằm cho khỏe đi. Rồi thứ hai ta về. 200 ta cho về. Sáng nhở lại khám chưa? Thắng rồi. Thắng rồi hả? Thắng rồi, hỏi Thắng chị gì không á, chịu. Chịu cho giả. Vậy là ngày nay chắc cho Thắm về đó chị. Giấy tờ đó chiều. Dạ. Còn làm giấy làm tờ nữa. Dạ. Ngày, mấy ngày nay rồi bà ngoại ha. Bà ngoại ở đây xuyên suốt luôn hả bà ngoại? Vậy ha. Bà ngoại mấy ông gầy đâu có về nhà hả? Đúng vậy. Đâu có về nhà ha. Rồi chăm cháu xuyên suốt luôn ha. Rồi chị Út thì sao? Đi về về cái gì? Cũng ở đây nè. Vậy ha, ở đây luôn ha. Ở đây xuyên suốt luôn cả nhà ơi. Cũng mừng rồi, bữa nay bé Thắm ăn uống đồ này nọ, thấy sức khỏe rồi cũng ổn rồi, cũng mừng rồi. Mấy em về nay thì mấy anh em cũng không có ở không đó, để cập nhật cái thông tin là tình trạng của bé Thắm như thế nào á. Cơm nước gì ăn được chứ chị, hay là còn ăn cháo? Cơm cháo cũng ăn được hết trơn rồi. Cơm cháo còn ăn được ha. Dạ. Ăn rồi ăn cái đi mua. Nước cho cơm nó nóng, ăn sức khỏe nó nhiều á. Dạ. Vậy cơm nước mình ăn ở đâu chị? Đi xin. Xin ha, chỗ từ thiện ha. Xin thiện đó. Thắm thì mua. Dạ. Thắm phải mua rồi. Dạ. Tại ưu tiên người bệnh mà. À. Thì chi phí đồ này nọ hiện tại là đâu có tốn tốn gì, tốn viện phí ha. Đóng vô 5 triệu rồi. Dạ. Nào dư cái người ta thanh toán lại cho mình. Dạ. Thì ăn uống thì mình xuống với từ thiện cho ha. Dạ. Thì chỉ là tốn viện phí của bé Thắm thôi ha. Bé Thắm ăn gì cái đòi gì cái mình đi mua cho nó. Dạ. Ăn. Nhiều không? Nhưng mà Thắm muốn về lắm hả chị? Nhớ nhà hả? Nhớ nhà, nó khóc, nó nhớ bà Dũng quá. Nhớ bà Dũng ha, rồi về ha. Rồi chúc ba ghé thăm rồi. Em đấy, sớm em thấy anh Dũng rồi. Nhớ bà Dũng rồi về ha. Út thấy sao, thấy em bé thấy khóc không? Hả? Em bé thấy khóc không? Không. Khóc ha. Em bé khóc nhiều lắm. Nhắc tới là khóc ha. Dạ. Dạ. Nghẹt quá đó cả nhà. Đó. Gáng đi, gáng hình như là chiều nay có thể là đi về nhà rồi. Về nhà khỏe rồi. Rồi chị Huệ đâu chị? Sáng giờ em không thấy đi chị Huệ. Đi mua đồ cái gì? Đi mua đồ cắt móng tay cho ông Vinh gì đó. Đi mua đồ cắt móng tay ha. Cho Thắm ha. Rồi tối chị Út ngủ đâu? Tối đi về nhà. Tối đi, chị đi về nhà ha. Còn bà ngoại? Ngoại ngủ ở đây nè. Ngoại ngủ ở đây ha. Rồi chị Huệ.
ngủ đây luôn. Ngủ đây nè. Chạy dưới này ngủ ha. Dạ, chị cũng có bên này nè, bên Nữ Hòa Hưng nè. Dạ. Giờ có nhỏ con gái nó đi học đó. Ừ. Sáng đưa đi học rồi mới đi qua đây. À, cũng thương cháu quá, sáng ta sáng phải túc trực để chở con đi học. Rồi rồi giờ chạy qua đặng chăm cháu tiếp chị Huệ. Ăn hết nè, khỏe. Về nhà nằm cho nó khỏe. Ở đây Tối nay rồi về nhà không xíu thì taxi. Rồi về nhà, ở đâu cũng bằng nhà cho nó khỏe. Khỏe nhiều chưa Thấm? Khỏe rồi ha. Còn hát nổi không? Trời ơi, hát nổi luôn hả? Hát nổi luôn. Gì vậy? Bữa hát nãy đó. Đâu hát cho anh tặng anh bài coi, bữa nay anh lên xuống bữa hát tặng anh bài coi. Trời ơi. Chữ dằn không? Mấy bữa trước nằm khóc không à? Bữa nay hết buồn rồi. Mấy bữa trước là nằm khóc không hả chị? Nó còn đau nhiều không? Không, hết rồi. Hết ha, đỡ mấy, ha. Mấy bữa đau, đầu ra đau. Dạ. Hình giờ bữa nay đỡ rồi đó. Thấm chuẩn bị hát một bài tặng cho cô bác anh chị nghe. Là bây giờ Thấm khỏe rồi đó nghe cả nhà. Khỏe rồi đó. Mình sửa cần lễ hết à. Ca nổi không đó? Không có ép nghe. Không có ép là ca nổi không? Ca cổ nghe. Đau không? Ca cổ mới chịu à. Ca cổ nổi nữa không? Ăn nữa không nè? Ăn nữa không kìa, cho cốt vô làm cho kìa. Rồi mấy giờ cốt về? 5 giờ cốt về ha. Dạ. Thì ngày nay thì mình cổ không biết như khi bác sĩ nếu mà khám ngày nay mà thấy tình trạng của Thấm nếu khỏe thì bác sĩ sẽ cho Thấm về nha cả nhà. Đó. Thì giờ Thấm cũng đang nhớ nhà dữ lắm rồi. Thì cho nên Thấm cũng muốn về nhà. Đó. À, giờ Thấm sẽ hát tặng cô bác anh chị nghe một bài nghe. À. Đó, nghe rõ không cả nhà? Cô Thấm hát một bản nha. Giờ khỏe rồi, bữa nay khỏe rồi đó. Nếu gì là bác sĩ cho về được vừa đó. Rồi. Nghỉ đi. Nghỉ đi được rồi. Nghỉ đi cho khỏe đi. Đi được rồi. Đó. Nghỉ đi lắm đi. Ừ. Đó. Bà chưa cả nhà. Thấm bữa nay là tình trạng sức khỏe của Thấm khỏe nha. Vậy là Thấm đang hát một bài đó tặng cho quá anh chị. Nó cô bác nghe được thì nghe, còn nghe không được thì cũng nghe luôn. Ra đi. Vui. Thôi, mệt. Này là sức khỏe vậy là quá vui rồi, quá im rồi. Nhớ bà ngoại, nhớ cháu, nhớ con, khóc nè, khóc nè, mình.
mấy em bé thằng Mỹ mấy mẹ nó nói vẫn gửi về Mỹ nè. Về Mỹ ha. Em bé đi Mỹ rồi. Đi Mỹ. Đi Mỹ rồi. Ba Dũng gửi đi Mỹ rồi. Là ta nuôi lớn người ta chở. Ừ, lớn người ta chở về. Đừng có lo nữa, đừng suy nghĩ nữa. Ừ. Bây giờ mình giữ gìn sức khỏe của mình đi. Rồi mai mốt mình khỏe mạnh rồi em nói mai mốt em bé về với mình. Đó, mày ráng giữ gìn sức khỏe đi. Thì vài bữa ít hôm nữa. Chứ mày đau sao mày nuôi được mà mày nuôi. Cha mày gửi bên Mỹ rồi. Cô nuôi giùm rồi. Ít bữa chuyện ổng lớn người ta đưa về. Không chịu gì, không chịu. Không chịu, tới nuôi đi rồi không chịu gì. Không chịu. Không về luôn hả? Không chịu, không chịu. Ờ, mình gắng khỏe mạnh đi, ăn uống vô. Rồi, ta nó lớn chúng ta đưa về. Không, không về xong. Thấy không, thấy mấy cô ở đây không? Ai cũng khỏe mạnh chứ không? Sao xin cho bé chị nuôi. Rồi xin chỗ này nè. Vậy cho nhỏ nó xuống đây. Ghê. Rồi chậm chịu thôi. Xin chỗ này nè. Chịu không? Có trăm triệu không? Có trăm triệu không? Có trăm triệu không mà đòi trăm triệu lần đó. Có trăm triệu không? Mua không? Trăm triệu. Cái gì? Hỏi ai? Hỏi ai? Hỏi bán trăm triệu không? Thôi đi gắng mà giữ gìn sức khỏe đi. Có sức khỏe lên rồi em bé mới về với mình. Chứ bây giờ mình còn đang bệnh trong người nhóc ta, hết trơn. Ta đâu mà Mỹ mấy người nữa có tiền đô nữa. Khỏe rồi. Khỏe. Khỏe rồi chai chân rồi từ lưa dưa chân khỏe gì vậy khỏe. Chừng nào tháo cái này ra đi rồi mới khỏe. Về nhà đi tới đi lui rồi mới khỏe. Còn nằm chỗ rồi sao khỏe được. Thấy không? Thôi gắng nghe bà ngoại phiên đi. Khỏe đi rồi em bé về liền à. Mẹ rồi hoài luôn. Hồi sáng giờ ba xuống chưa? Xuống rồi ha. Thấy thương của cả nhà ơi. Thăm cờ không biết cái gì trời. Thấy rồi đứt ruột. Thì hôm nay thì mình cũng nghe cái thông tin đó là đưa bé Tắm về thì cho nên mình hôm nay mình xuống đây mình tại vì không nghe trên đoạn clip của những anh em là nói thứ hai về nhưng mà nghe nói bữa nay thì về thì để bác sĩ vào thám như thế nào nếu mà thám đủ khỏe thì có thể là ngày nay thì có thể là về đó. Sáng giờ ăn gì chưa? Ăn rồi ha. Đói không? Giờ này còn đói không? Đói rồi kìa ngoại. Gì? Ăn bánh canh không? Ăn gì? Ăn gì? Cơm á? Cơm chờ mẹ ăn gì mua? Cơm thì chút xíu chú điện cho ba mua hộp cơm đem lên ăn. Ha. Ăn bữa sáng bánh canh rồi đó. Ở đây mấy cô rồi có hủng hỉ rồi cái bên cũng đỡ buồn ha. Thì tội ha con. Đợi. Cưng. Vậy là mấy ngày nay bà ngoại không có về ha. Từ bữa lên xuống tới nay nên vậy thôi. Từ xuống tới nay là chưa bà ngoại chưa có về ha. Bọn ai bữa nay nhớ ông ngoại chưa? Nhớ. Hả? Con cháu chưa hết rồi nhớ gì vậy hả? Tưởng đâu mấy ngày nay đi rồi quên ông ngoại rồi chứ. Già cả rồi nhớ. Này ơi, già cả cũng ở gần gũi mến tay mến chân chứ. Thì ở đây mình lo cho cháu trước ha. Cháu về đi rồi mới khỏe được ha. Ngoại cũng gầu cũng lo cũng nhớ lắm chứ bộ. Vậy là chiều nay về được là về luôn nha. Về giữ gìn sức khỏe.
đó, rồi mình giữ gìn sức khỏe đi, rồi ít hôm nữa em bé về nha, chán nghe ngoại phiên đi. Ở nhà một cà phê với cháu đụng chờ đợi nhỉ. Thì hôm nay mình xuống mình cập nhật cái thông tin bé, tình trạng sức khỏe của bé Thấm như thế nào đó. Thì ngày hôm nay thì cái đoạn clip này thì mình mong rằng cô bác có thấy thương bé Thấm ha. Gì? Đủ rồi ha. Rồi hai là chị giấu tên gửi 500 ngàn. Nhân viên gì đó, em nói gì lắm. Với ba là em gửi 500 ngàn là khỏe. Chị Hí Diệp mà gửi 2 triệu, dấu tên là gửi 500 ngàn đó. Còn ba là chị Hì Trang gửi cho 1 triệu 7. 1 triệu 7 rồi điểm luôn. Quá trời tiền rồi. Chị có lời nào gửi cảm ơn đến ba Mạnh Thường Quân không? Dạ em cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em mấy tiền, em cảm ơn mình luôn nhiều, sức khỏe là khỏe. Đôi xe tiền nhân chụp mình nha. Để điều nhiều quá. Rồi để lên Ngọc nè. Đó thì em cũng cảm ơn chị Hi Diễm ha. Với chị giấu tên với em Thị Trang gửi tiền cho em Thấm để em Thấm xuất viện. Thì em Thấm là bữa nay xuất viện nha mọi người. Cái chuyện là bữa nay chuẩn bị về để hồi nữa là gặp con đó. Bây giờ mình về mình chưa cho gặp con hả chị? Giống thời gian ha. Giống thời gian mình cho nó biết chứ đâu giống bạn được. Đúng rồi, cho nó biết. Là nó giống bạn anh nha. Cứng cáp mới nói cho nó biết được. Tháng nghe, nó mạnh đó. Giống bạn anh nói. Rồi bé Thấm nó có hỏi con nó như thế nào sao không chị? Nó hỏi mẹ em giấu thì em mới nói là có thường đó, xuyên hỏi không? Có lắm. Con thấy bé đâu mẹ, con thấy bé mày là bé bệnh, chở cho mày nước ngoài. Để cho ta nuôi dùm. Nuôi dùm, bệnh dùm. Mấy cô nước ngoài nuôi dùm. Dạ. Rồi em nói là bà chị nào bà về đây rồi á, chị nước ngoài rồi đem về, hết bệnh nên về cho mày. Rồi em nói là nó vui, nó cười. Cười ha? Dạ. Chứ nó không biết luôn ha? Không biết. Không biết gì nữa, còn đẻ ra nó biết phần cái vụ mà ấy nó không biết không? Dạ. Bác sĩ là nói 3 giờ là làm giấy tờ đi về ha? Dạ, nghĩ là 3 giờ thì về. 3 giờ chắc làm giấy tờ chắc cỡ 4 giờ ha? Dạ, mình cũng ở đó đây. Cỡ 4-5 giờ à? Dạ. Nếu anh dành được giờ mình sẽ cho em không có mất một rồi. Mà lại dính nó đâu, chứ không phải. Chi phí sao rồi chị? Mấy ngày như là đóng như mấy 5 triệu rồi. 5 triệu ha, dạ. Như tạm ứng ha. Tạm ứng 5 triệu. À, tổng cộng là hôm nay là bao nhiêu ngày chị nhớ không? Hôm nay là 6 ngày. 6 ngày. Dạ. Ừ. Tạm không có bảo hiểm hả chị? Có bảo hiểm mà là tại vì mình đóng bảo hiểm rồi. Có mẫu là ngày giống nhau rồi này. Với mẹ thuốc về đi chỉ cho giống ấy, cái thiệu mua thuốc luôn. Thôi luôn. Rồi về là chuyện ấy là không có xe tụi em trở về hay sao? Không có về, không có anh thì em về xe nó xin về với anh cho mà. Xin ngoại ha. Ờ là anh xin tờ giấy rồi đó, giấy thật là anh đó, giấy xin đó. Anh về không có lên nước không? Anh về sáng anh về rồi. Sáng lên với ai? Lên đó nè. Lên thăm con ha. Dạ. Có điện giống hay chưa? Hôm nãy lên rồi lấy đi ở nhà đây thì chiều mấy mình về. Đâu điện không coi? Điện nữa rồi điện. Gì? Điện thoại. Thôi. À để lấy rồi. Có số hỏi không? Có đây. Có số hỏi không? Có không? Lên ổng với Thấm có nói chuyện không? Ừ. Nói gì? Nói cho đây gì vậy? Nói 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 gì vậy? Chưa sửa soạn nhà cửa rồi chưa? Nhà dịch thân. Gì? Nhà dịch thân. Nhà dịch thân hả? Đưa về nó ngủ, nằm ngủ ở đâu? Chẳng mình mua cho đến. Ngủ trong chẳng hả?
nhiều lắm. Nhiều cũng có điểm đó hả? Có hai chồng thì thật chứ. Mấy người nó giảm nữa. Vậy ngủ đó, vô ngủ giảm nữa, ngủ dưới đó là cái gì mà không biết. Bộ tiền hết bài còn nhiêu chị? Em không có đếm nè. Bỏ vô rồi em vô nó bãi đó chứ không có đếm bao nhiêu đó. Không có đếm ha? Dạ. Người ta đông quá, nó đếm. Cắt kệ kỹ nha, nhưng mà bữa nay về đời bỏ túi đồ cẩn thận á. Dạ, em bỏ vô nó chơi, vừa đếm bao nhiêu, đếm bao nhiêu lắm. Vậy bồi dưỡng cho ông thấm nha. Dạ, dạ. Rồi bồi bổ lại. À, mấy chị gì vậy đó là từ nào cái nữ lành nó liền đi ra mà chạy với chị. Dạ. Mà chạy với chị. Như này nữa. Lô. Lô. Em Tăng nè. Ờ bữa nay đang lên cho tiện thấm trên bệnh viện nè mà không thấy anh, nói anh đi về rồi. Lên chơi gửi cho nó ít tiền nữa để cho nó ấy bệnh nè. Rồi chiều nay ha, nó thấm nó về đó anh chuẩn bị chưa? Rồi nói chuyện với bả nè, chở anh nè. Kêu ông chuẩn bị nhà cửa rồi đi. Em nghe nè. Chiều nay là em thấm cho cái chuyện nhà 3 giờ mấy, 4 giờ đó. Nhẹ nhà cửa cho đây cho em bây giờ ngủ nè. Nhẹ cái niệm á, niệm giùm nghe. Nó niệm lắm nành đó. Cảm ơn anh nha. Trời ơi. Ừ. Dần nha. Nói chuyện tiếp nữa đi. Chút nữa. Nữa nữa đi. Trời ơi. Hello. Em về có chuẩn bị món gì không? Hello. Bổ em không? Bị đồ ăn được không? Tẩm bổ không? Hello. Hello. Nhắc mấy cuối rồi. Đặt đồ. Nói lại cũng được. Rồi anh có nấu món gì cho con với em ăn chưa? Cháu hết rồi. Tình cảm quá thơ em được không mùi ha? Quá mùi. Quá yêu rồi. Chắc nhớ gì nè. Ừ, nhớ không? Nói gì với nhà này anh nhân, dưới ngoài nhớ gì nhớ, nhớ nhà thôi chứ. Không có nhớ. Không nhớ không hả? Anh nói bên ngoài nhớ gì? Lô. Nói chuyện bà một chút. Nói chuyện với bà một chút nè. Chưa cho tắt. Rồi rồi rồi. Ờ đừng có tắt máy. Hello. Nghe nè. Dạ. Dạ. Bữa nay về có món gì đãi không? Có. Món gì? Dạ mua bia rượu thôi chứ tao có ai. Màu gì vậy? Có màu ớt đâu. Màu gì? Mua màu gì? Mua mà con cá mập. Con cá mập hả? Dạ. Nghe nè, nói nghe nè, em nói nghe nè. Để em nói nghe nè. Anh thấy nè, để em nói nghe nè. Anh Đăng nói là bữa nay mua mồi lẩu nè, nó lẩu cho anh Đăng ăn. Nó lẩu, nó mới lẩu cho anh Đăng nè, anh ăn. Rồi lên đi. Nói từ lâu không nấu thiệt đó. Nấu ai ăn à. Nè. Lô. Đâu có nhậu đâu, bả kêu anh nấu cơm nữa. Ủa nó hầm thịt rồi cho con thấm nó về nó ăn cho nó có bổ. Uống không có được, không có biết uống. Không có ớt nướng thì ăn được. Bữa nay có đi bắt ớt không? Bữa nay có bắt ớt không? Không, bữa nay mấy nhà đâu đi được đâu. Nhà mấy thằng lính đâu rồi? Anh Trúc Ngăn rồi đâu? Đi chân hả? Điện đó. Rồi. Chắc cổng dọn dẹp ở nhà đó ha. Nói thì bữa nay tới gặp ông Thấm thì bữa nay ông Thấm cũng chuẩn bị về nha mọi người. Nói thì ông Tăng cũng gửi tiền mạnh quân cho ông Thấm để ông Thấm có tiền ăn uống rồi ha. Rồi cảm ơn mạnh quân đi chị Huệ ơi. Cảm ơn quân đã cho em nhiều, cảm ơn nhiều. Rồi chiều xuất viện về ha. Ngày năm mấy ngày chị? Bây giờ chị đếm lại khoảng nhiêu tiền chị? Đếm lại tổng cộng bao nhiêu? Đếm ơi. Đi đếm không? Ba ơi. Đếm cho chắc. 400 600 800 1 triệu 2 triệu 4 triệu 6 triệu 8
sao nữa? 4 triệu 200 nha. Ừ. À, tổng cộng nhiêu tiền? 4 triệu 200 ngàn. Nói với chú Tiệu này, nói với Tiệu Huệ cũng khá là lớn nha. Dạ. 10 triệu rồi đó nha. Qua đây là 10 triệu mấy rồi? Nhét túi đi. Đẻo là nhiều chứ em không biết mấy nhiêu triệu đó, không biết bao nhiêu đó. Tiền cắt cẩn thận nha, để coi nó rớt. Dạ, em ra mấy tay nè. Có xài đó nha. Nhét túi cẩn thận đi. Tay không nha. Mỗi túi đi rồi nhét kiếm tay đi. Giữ rồi. Nói với chị tiền cắt cẩn thận nha, tiền về bồi dưỡng cho anh Thấm nha chị. Với vô bệnh viện là nhiều người dòm ngó lắm đó. Để ý á. Coi kinh tay này chắc cứu á. Ngủ mê. Ngủ mê gặp túi. Ừ. Qua kỹ luôn. Đây được không ha? Giữ ha. Qua kỹ. Theo mấy bà xưa rồi xưa. Hai bà kéo luôn. Giữ rồi. Giữ rồi. Gì nó về con gì nó gốc. Chị ơi. Rồi chào ông giả rồi chú ơi. Rồi chị. Chào ông giả rồi chú ơi. Rồi.